Vâng, xin chào anh em. Hôm nay tôi sẽ thử trải nghiệm chiếc loa Sony XB31. Đây bản màu đỏ tôi mới mua. Mua bên Nextshop đang sale với giá 2 triệu 450 nghìn. Đó. Với chiếc loa này thì nó có chống nước IP67. Đó. Đây là các cổng kết nối của nó. Là cổng sạc 5V vẫn là micro USB. Đây là cổng audio USB này. Và đây nó có 3 nút, một là nút battery. Các bạn bấm vào nó sẽ đọc lên phần trăm pin cho các bạn. WPC giúp các bạn có thể kết nối với rất nhiều các loa Sony khác. Đó. Add này. Đó. Đây tôi sẽ mở nhanh cho các bạn. Tôi đã kết nối với chiếc iPhone 6 của mình. Các bạn có thể tải phần mềm Sony Audio hoặc là Sony Music Center tại App Store hoặc là Android cũng có. Đó. Đây. Sony Audio. Music Center. Đây. Các bạn có tải ứng dụng này và kết nối với chiếc loa này. Chỉnh được đèn, chỉnh đèn sáng này. Chỉnh được các chế độ gõ này. Tôi sẽ trải nghiệm loa. Đó, các bạn có thể thấy không? Hai bên đèn này nó nháy theo điệu nhạc. Tôi đang bật chế độ extra bass. Ngoài trời mưa đổ bao người test loa của tôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Xin chào các bạn.